Với hệ thống cầu vượt chằng chịt như mạng nhện, nhiều tài xế chưa quen rất dễ nhầm đường. Được biết nơi này còn được mệnh danh là giao lộ phức tạp nhất Trùng Khánh. Ngày 29 tháng 5, điểm nút giao thông Hoàng Giác Loan ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc vừa được hoàn tất. Được biết nơi này còn được mệnh danh là giao lộ phức tạp nhất Trùng Khánh và có thể nói là phức tạp nhất thế giới khi thiết kế 5 tầng, 15 làn xe kết nối với 8 hướng từ Trà Viên tới Giang Bắc. Tổng cộng 15 làn xe được phân biệt theo chữ cái xếp thứ tự bao gồm A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M và N. Nếu như trước kia đoạn đường này đi hết khoảng 30 phút thì nay thời gian rút ngắn xuống còn 10 phút. Nhưng chẳng may các bạn, nếu lạc đường thì sẽ mất gần như già nửa ngày ở đây để tìm đường ra. Đây là một điểm nút giao thông có kết cấu phức tạp nhất thành phố Trùng Khánh vào thời điểm hiện tại, nằm trên tổng diện tích 616 mẫu, chiều cao tối đa đạt 37m, tương đương với tòa nhà 12 tầng. Tính từ dưới mặt đất tới điểm cao nhất, công trình khởi công từ năm 2009 với tổng vốn đầu tư 296 triệu đô la Mỹ. Nơi này được thiết kế kết nối với nhiều tuyến đường trọng điểm trong nội đô. Dự kiến hệ thống cầu vượt này sẽ đi vào hoạt động chính thức từ năm 2018 với tốc độ lưu thông trên cầu khoảng 40-60 km/h. Tuy nhiên, khi nhìn hình ảnh của điểm nút giao thông này từ trên cao, nhiều người tỏ rõ sự lo lắng và nghi ngại. Có lẽ dùng hệ thống GPS cũng không ăn thua, một cư dân mạng bày tỏ. Và thực sự, nếu không quen đường thì khó có ai dám thử thách ở nút giao thông như ma trận này.